Hello, xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của Michael. Thì năm mới 2024, Michael xin chúc cho cô chú anh chị này ngày càng dồi dào sức khỏe này, an khang thịnh vượng và vạn sự như ý nha. Hôm nay rất là lâu rồi Michael quay lại để tìm được một cái căn nhà mà nó mới remodel thôi nha. Và nó rất là gần cái khu người Việt beo leo của mình. Từ đây mà cô chú anh chị chạy ra cái khu người Việt beo leo của mình nó chỉ khoảng là 10 phút lái xe là ra tới cái chợ Hồng Kông luôn. Rất là tiện đi lại và rất là dễ đi lại cho những cô chú nào mà mình không có sử dụng cái bản đồ trên phone quen. Thì từ đây mình đi ra cái đường chính, mình chạy thẳng là ra beo leo luôn, chứ mình không có cần phải quẹo đi đâu hết trơn nữa đó. Nên nó rất là tiện cho mình luôn. Và đọc một cái nữa là gì, đó là thuế của nó cũng rẻ nữa. Những căn nhà mà ở trong cái khu gần beo leo á thì thường là thuế nó rất là rẻ, tại vì nó là nhà cũ. Cái thuế căn nhà hôm nay Michael quay chỉ có 2.3% thôi, đó là mình chưa xin giảm nha. Và nếu mà mình xin giảm á, nếu mà những người mà mình chưa trên 65 thì mình xin được 20% thì tính ra nó còn khoảng cỡ 1.9. Và nếu mà cô chú anh chị nào mà trên 65 tuổi, mình có thể xin nó xuống thấp hơn nữa nha. Đó, thì một cái vị trí rất là tốt cho mình đi lại, đi chợ hoặc là mình đang làm trong cái khu người Việt beo leo của mình. Thì bây giờ vào video Michael ha, review một căn nhà đầu năm mới 2024 để xem thử coi cái căn nhà này á, nó có đẹp không ha. Đây này, cô chú anh chị thấy không, mấy cái người hàng xóm của mình này. Michael đứng đây nãy giờ thì thấy là khu này rất là yên tĩnh luôn. Không biết buổi tối thì sao nhưng mà buổi sáng là thấy là rất là yên tĩnh rồi. À, đây, ví dụ những cái nhà này họ không có để bị những cái cây bự đằng trước nó che mất cái nhà, nên là mình nhìn nó cái khu này nó thông thoáng lắm. Ví dụ mày còn đứng xa rồi này, quay cho cô chú anh chị coi, thì chỉ có bên tay trái này là có hai cái nhà đó, nó có hai cái cây bự thôi. Còn những cái nhà bên tay phải này họ để là không có cây nhiều. À, ví dụ những cái nhà này cũng dễ thương này, nó có cái cây đằng trước bé bé xíu xíu ở đây thôi, chung có bự lắm đâu nha. Đây, căn nhà hôm nay mà Michael muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đây. Nó đang bán giá là 267.000 nha. Nó có 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, nó rộng khoảng 1.634 square feet. Và cái lot đất của nó là 6.500. Căn nhà này nó remodel bên trong khoảng cỡ, theo Michael phải tầm 90% rồi. Nói chung là một vài cái chi tiết nhỏ thôi, mà nó cũng không có mất quá nhiều tiền đâu. Nên là cô chú anh chị có thể mình mua về, mình sửa theo cái ý của mình cho nó đẹp hơn nhé. Và được một cái nữa là cái roof nó mới toàn luôn nha, mới thay luôn đó cô chú anh chị. Căn nhà này thuế đóng là 2.3% mà mình chưa xin giảm. Tiền hoa là 310 đồng một năm, tính ra một tháng mình đóng cỡ 25 đồng. Đó, thì Michael đang tính khoảng khoảng đó cho cô chú anh chị dễ hình dung. Mà nếu bởi vì cái tiền thuế nó 2.3 thì căn nhà 267.000 nó đóng khoảng cỡ 5.000-6.000 một năm. Và nếu mà mình xin giảm xuống thì có thể thấp hơn. Và cái gì là mình xin giảm này, rồi chia ra hàng tháng này, tính ra một tháng nó khoảng cỡ 400-500 đồng nha, cho tất cả mọi thứ luôn. À, thì bây giờ mình sẽ đi vô bên trong mình review nó nhé. Cái được cái nhà này là cái bề ngang nó rất là rộng, chỉ có một cái điểm mà Michael thấy nó hơi kỳ thôi. Thứ nhất là cái nhà này á, ở đằng trước của nó là không có cây bự nữa, thấy không? Làm cho cái mặt nhà nó rất là thoáng, nó rất là sáng. Và cái điểm nữa là gì? Cái nhà này mà Michael không thích nhất đó là tự nhiên nó có cái cột ở đây, nó trụ cái chỗ này lên này, đó, làm cho cái cột này nhìn nó hơi bị yếu đuối, tại nó nhỏ xíu à. Với lại cái mặt nhà này thì nó không có đẹp đâu nha. Mặt nhà này nó không phải là những cái chóp, hình chóp đẹp, nhưng mà được một cái á, là bên trong của nó trần nhà rất là cao luôn. Đây này, Michael sẽ dẫn cô chú anh chị vào coi. Đó, thì nhất là cái cửa của nó mua cái cửa mới luôn ha. Nó đã thay mới luôn này, nó có kính rất là đẹp. Và những cái tay cầm này, cô chú anh chị thấy không? Nó đã làm lại cho mình rồi. Đó, thì khi mình đi vô bên trong này, cái nhà này á, là nó rất là open nha. Thì mình để ý này, khi bước vô bên trong cái khu vực này này, là cái trần nhà nó rất là cao. Và nó, cái trần nhà này á, nếu mà theo Michael nó phải cỡ khoảng 13 feet, 12-13 feet đấy nha. Và được một cái gì, cái chỗ này nó rất là open luôn. Mình làm được cái phòng khách rất là bự ở đây luôn nha. Rất là bự ở đây luôn. Michael cũng có bật đèn đâu nha, cô chú anh chị theo. Mặc dù là nó có bóng đèn này, nó gắn mới đó nha, chứ này không phải là nó mới, nó cũ đâu. Những cái bóng đèn này là gắn mới để cho buổi tối khi mà mình không có ánh sáng, mình có đèn để mình bật lên. Còn đây là tất cả Michael cũng bật đèn nha, ánh sáng là tự nhiên hết đó nha. Đó, thì để giới thiệu một xíu, thì bên tay phải này nó sẽ có đằng sau cái fireplace này, nó che đi cái nhà bếp để cho khi mà kiểu khách mình tới chơi, đúng không, không có thấy được cái khu vực đó đang nấu nướng cái gì. Và chỗ này nó là một cái khu vực dining room rất là bự luôn, để cho mình khách mình có thể ngồi chơi ở đây. Đó, và bên tay trái này này sẽ là khu vực ba cái phòng nha, có master và hai cái phòng nhỏ. Thì trước tiên á, mình sẽ coi cái garage trước này. Khi mà mình mới vô á, cái ngay cái cửa chính này ha, thì sẽ có cái phần garage bên này.
trước tiên là vô đây trước ha. Đó thì cô chú anh chị thấy một cái điểm là gì, đó là cái máy giặt máy sấy của nó là nó để ở trong gara luôn. Chỉ có một cái điểm là cái water tank này thì nó hơi cũ, thì nếu mà cô chú anh chị nào mà không thích cái này á, mình về mình thay mới lại thôi. Cái này cỡ khoảng $1,000 độ lại là em thấy ok rồi. Mình gara thì tường nó sơn mới hết rồi nhé, thấy không, mình cái đồ sơn nó vẫn còn đây luôn này, nó sơn tường mới hết cho mình rồi. Ở nó có cửa này là gara là hai cửa nha, mỗi một bên một cửa chứ không phải là một cái gara đôi là nó kéo lên một thôi. Thì ok, nên nó về cái gara thì cũng khá là rộng rãi, có thêm được cái khu vực chỗ này này để cho mình có thể để thêm đồ nghề mình thích làm gì làm. Bây giờ mình đi vô bên trong đây nè. Thì ở đây cái khu vực phòng khách này á, Michael muốn quay thật là rộng để cho cô chú anh chị coi được. Ở cái góc này này nó rất là rộng rãi luôn, thấy không? Khi mà mình đi vô bên trong á ha, mình sẽ thấy là từ cái cửa chính mình đi vô là mình thấy cái phòng khách này cực kỳ là rộng. Được cái trần nhà nó cao, mặc dù cái mặt nhà đằng trước nó không có đẹp, nhưng mà cái thiết kế bên trong của nó, cái trần nhà nó cao như này làm cho nhà nó rất là thoáng. Mày còn quay nhiều góc để cho mình coi. Mình có thể để cái sofa ở đây, xong mình đưa cái tivi lên trên tường đó, trên cái chỗ fireplace đó, hoặc là mình để chỗ khác cũng được, tùy mình thôi ha. Thì cái sàn nhà này á, nó cũng đã thay hết rồi cho mình rồi, nó đi hết toàn bộ cái nhà này luôn, coi như là cái nhà này nó không có thảm nữa nha. Cái loại này là loại rẻ thôi, nó là vinyl plank. Thì cái loại này xài cũng tạm thôi, cô chú anh chị, gạch là tốt nhất. Nhưng mà thấy cái loại này thì cũng sạch sẽ, nhưng mà nếu mà mình sử dụng quá nhiều thì cái loại này nó sẽ không có được quá bền nữa nha. Đây, mình sẽ coi được đây cái khu vực chỗ cái dining room này. Thấy không? Cái dining room này là nó có một cái đèn nó làm sẵn cho mình luôn, rất là đẹp. Ở đây mình cái bàn này, cái khu vực này thì Michael nghĩ là mình có thể để được ít nhất là chắc cũng phải ngồi được cỡ 10 người. 10 người thì hơi chật một xíu, nhưng cỡ 8 người là ok. Thế ông để một cái bàn ngang ở đây, xong rồi người ngồi bên trong, người ngồi bên ngoài là ok luôn ha. Và cái mà em rất là thích nhắc lại là cửa sổ nó rất là bự. Cửa sổ rất là bự làm cho cái ánh sáng nó vô rất là nhiều. Còn đây là khu phòng khách này. Cô chú anh chị, phòng bếp. Thì chỗ này nó sẽ để cái tủ lạnh sẵn cho mình này, thấy không? Chỗ này là cái máy giặt, máy rửa chén. Chỗ này nó sẽ là cái khu vực rửa. Và đây là cái bếp, tức là cái này nó vuông góc với nhau. Về phong thủy thì nếu mà mình không thích nó đối nhau thì đây là tốt này, thấy không? Và đặc biệt là gì? Cô chú anh chị thấy nó đã remodel toàn bộ cái nhà bếp này luôn. Tất cả những cái cửa này này, cái tủ cabinet này này, nó đã xài mới luôn. Cô chú anh chị thấy không? Tay cầm nó cũng mới này, rất là đẹp nha. Cái loại này là Michael thấy rất là chắc chắn, mà cô chú anh chị thấy nó tự đóng vô, nó gọi là soft close, nó sẽ không bị đóng bập vô nó hư cái tủ của mình. Đó, thì tủ này là 42 inch luôn nha. Đặc biệt là gì? Mình rửa ở đây đúng không? Mình ngắm ra bên ngoài được luôn. Có một cái điểm là nhà này là những cái cửa sổ này nó vẫn còn để cũ chứ nó không có thay mới nha. Cái này Michael nghĩ là về mà cô chú anh chị thích thì mình thay mới thôi. Chắc cỡ 200-300 đồng. Đó, mình không thì mình cứ để đấy, mình clean nó sạch là được. Đó, coi như là mình đứng ở đây rửa đúng không? Mình có một cái view ra bên ngoài luôn. Thấy không? Tất cả những cái này, này mới hết. Còn countertop của nó là nó đi cái loại granite nha. Đó, cái loại này thì chắc chắn là bền này, rất là bền nha. Còn khu bên này sẽ là cái bếp và cái microwave. Thì cũng là mới toanh luôn. Bếp là xài ga nha, cô chú anh chị. Và cái microwave này mà nó còn mới luôn này. Coi như là chưa có sử dụng cái này mà người nào hơi thấp xíu đứng nó hơi bất tiện nhé. Có một cái điểm mà Michael không thích ở cái bếp này là gì cô chú anh chị biết không? Thà rằng á, nó để cái bếp này này nằm ra chỗ này thì hay hơn. Tại sao vậy? Bởi vì nó để quá sát cái tường. Và khi mình nấu á, có thể là nó sẽ bắn lên cái tường này. Tương lai mình một á, là mình phải cover cái chỗ này lại, mình che nó đi. Hai là mỗi lần mà nếu mình nấu quá nhiều mà nó bắn lên nhiều quá, mình phải sơn, tương lai mình sơn lại. Thì đấy là cái điểm mà tại sao em thấy cái này là cái điểm yếu này. Nếu mà em làm thì em sẽ làm nó đứng ở giữa này thì nó sẽ hay hơn.
Và đây là cái khu vực pantry nha. Đó, thấy không? Pantry này nó làm mới luôn này. Những cái kệ này là thường của chú anh chị thấy những cái kệ này mà nó cong á là nó cũ, còn đây là nó thẳng này, thấy không? Nó thẳng, rất là thẳng. Là nó đã thay mới rồi. Trong đây nó có cái cung tắt cái đèn mới luôn này, thấy không? Đó, thì có những cái bếp này là Michael thấy rất là ok. Chung là chỉ trừ cái chỗ điểm này ra thôi thì thấy chỗ này rất là thoáng, rất là sáng và đồ mới toanh luôn. Và cũng cái lượng tủ nó rất là vừa đủ để cho mình có thể để đồ, không quá nhỏ nha. Có những cái nhà nó chỉ có, nó không có nhiều cái tủ trên tường ở đâu, nó ở dưới này nhiều thôi. Nhưng cái bếp này nó được cái tủ trên này luôn. À, thấy không? Thì nó rất là tiện cho mình. Ví dụ mình ngồi đây, mình đứng đây, mình có thể nói chuyện được với người bên ngoài. À, mang ra đây mình làm cái bàn ăn ở đây ra ngồi, mình ngồi đây mình ăn uống luôn. Tiện không? Rồi bây giờ mình sẽ đi vô cái khu vực phòng ngủ nha. Tổng cộng nó sẽ có 3 phòng. Trước tiên thì hai cái nhà tắm này này. Thì bên tay trái này Michael sẽ có hai phòng. Mà cái cách này Michael cũng rất là thích, có nghĩa là hai cái phòng này nó không có ngay sát nhau, mà nó có một cái khu vực này nó tách hai bên ra để khi ông này không có làm cái gì, ông này không có làm cái gì thì không có ảnh hưởng đến cái tiếng động trong phòng của nhau. Đây là hai phòng đằng trước. Và cái restroom này, hai cái ông này này sẽ sử dụng cái nhà restroom này. Còn đây là cái phòng master closet. Master bedroom nha. Xíu mình đi vô trong mình review sau. Trước tiên mình sẽ review hai cái phòng đằng trước ha. À, đây là cái phòng đầu tiên này. Chú anh chị thấy không, nó sạch sẽ, rất là sạch sẽ, đã bỏ hết thảm rồi. Nhưng mình mua về mình không phải làm cái sàn này nữa, cái sàn này mắc tiền lắm đó nha. Mình làm cả cái sàn này nó mắc. Nó được cái là hai cái cửa sổ luôn. Nhưng mà chú anh chị thấy không, cái ánh sáng mà để nó tiếp thu vô trong cái phòng nó rất là nhiều. Nhiều khi buổi sáng mình không cần bật đèn, bây giờ Michael tắt thử cái đèn này đi ha. Nhiều, cái này là cái đèn đúng không, tắt thử này. Thấy không, vẫn sáng trưng luôn. Đó. Cái đó là cái mà em thích ở cái nhà này. Và đây những cái tay cầm của nó làm rất là chắc chắn nha. Nó xài cái loại tay mình cầm luôn nè, chứ không phải cái dạng tròn đâu. Nó đi màu đen, nó còn đi cái này nữa, rất là sang. Đây là cái closet nha. Còn nó có cái dạng này. Bóng đèn rực rực hồi xưa nè. Thì cái này nó thiếu một cái là nó thiếu cái thân ngang. Nó thiếu một cái thân ngang về mình khoan một cái lỗ này, kêu người tới làm gắn cái thanh ngang qua để mình treo đồ lên. Thì diện tích cái phòng này á, đây Michael đứng từ đây thì thực sự là với em là em thấy nó cũng khá nhỏ. Cái này á là chắc cô chú anh chị chỉ có thể để được cái giường queen thôi, là để cái chỗ này này. Tại vì để ở đây thì không vừa đâu, để ở đây thì ok hơn, thì mình có cái không gian đi được hai bên và mình có cái không gian chỗ này để mình đi ra đi vào, mình lấy từ quần áo. Thì cái phòng này nó khá nhỏ thôi, chứ không có bự đâu nha. Tiếp theo mình đi sang cái phòng thứ hai. À, cái phòng thứ hai này cũng sáng này, thấy không? Cũng hai cái cửa sổ luôn. Mà cổ không bật đèn nha, rất là sáng. Và cũng đã thay hết cái thảm trong phòng luôn rồi. À, em là em thích cái phòng đằng trước lắm. Tại nhiều khi mình để cái bàn làm việc á, mình ngồi mình nhìn ra đằng trước nó thích lắm. À, thì cái khu vực này á, là nó sẽ có một cái tủ là hai cửa, tức là nó có thể mở ra như thế này này, thấy không? À, cô chú chị thấy không? Đóng vô này. À, thì trước tiên này thấy không? Nó là một cái thanh ngang, nó có cái thanh ngang mình treo đồ này, đây mình mở này, đóng lại này, rất là thuận tiện luôn ha. À, chỉ có cái là cái phòng này thì diện tích nó cũng như cái phòng kia thôi, mà theo em là chắc mình có thể để giường ở chỗ này thôi. À, mà để giường chỗ này là diện tích mình có thể đi được hai bên. Chứ còn nếu mà mình để chỗ này này, cái tường ngược lại này thì em sợ là nó nó hơi bị nhỏ. Mình chỉ có thể đi được ở bên đây phải này thôi. Mà cũng được, không vấn đề. Mình thích như vậy. Rồi, mình sẽ đi ra cái nhà tắm. Cái nhà tắm ở đây ha. Thì nhà tắm này á, là nó đã remodel rồi này. Cô chú anh chị thấy không? Nhưng mà cái mà em luôn nói đó là gì, những cái khu vực nhà tắm á, thì bao giờ khi mình remodel, cô chú anh chị là đi mua nhà hay đi bán nhà mình á, thì hãy nhớ là cái khu vực này nên là xài gạch, bởi vì nước nó sẽ trong này rất là nhiều, nên là gạch nó là cái tốt nhất để mà có thể chịu được nước. À, tất nhiên cái này nó cũng chịu được thôi, nhưng mà về cái chất lượng tốt nhất thì nên là gạch. Thì cái này nó đi vinyl hết cái nhà luôn để cho đồng bộ, nhưng thực sự cái khu này vực này nên là gạch nha.
chỗ này á là một cái gương này, cô chú anh chị thấy nó đầu tư gương này là nó có cái frame luôn nhá, là cái viền cộng thêm trên này có tận 6 cái bóng đèn mà xịn luôn nha. Cái này em mai cũng nghĩ phải tầm 150-200 chứ không hề rẻ đâu. Rồi đây cái chỗ countertop này á, cái bếp này, cái chỗ này á, cái sink nó cũng đã remodel, nó đi granite luôn này. Chú anh chị thấy đẹp không? Bằng những cái vòi này ha. Đi theo kiểu giống như là trong khách sạn vậy. Thấy chưa? Rồi chỗ này sẽ là cái bồn tắm nằm, bồn tắm đứng, mà được cái là có cái đủ cái không gian để cho mình có thể để cái khăn tắm lên trên này luôn. Những cái bộ toilet này cũng mới luôn nha, một chương trình nó là sảnh mới hết đó. Đó, thấy không, nó đi cái gạch này, nó giá như nó đưa cái gạch này này mà nó đưa xuống cái sàn này là cực kỳ tốt luôn. Thì ra nó cũng bao nhiêu tiền nữa, nhưng mà nhìn cái nhà nó chắc chắn hơn rất là nhiều. Chỗ này thì những cái fix cái hardware nó đã thay mới đẹp hết rồi này, thấy không, đi màu đen này, rồi cái gạch này nó cũng đi đẹp này, gần là rồi có chỗ, nó có chỗ cho mình để cái dầu gội này, thấy không? Đó, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Cái bếp, cái nhà tắm rất là đẹp, nó đi cái tông trắng đen nhìn nó sang cực kỳ đó. Vậy là hai cái nhà phòng này sẽ sử dụng cái nhà tắm, còn đây là cái phòng master bedroom này. Mình đi vô này thấy sáng trưng chưa, giờ đây thấy cái này có cái bóng đèn đúng không, mày cổ tắt đi này vẫn sáng trưng. Tại vì cái cửa sổ nó nhiều lắm, nó làm cho cái nhà này rất là sáng. Còn đây là cái khu vực nhà tắm, mình sẽ đi vô sau. Chỗ này là đấy, thấy không, nó làm như thế này á, thì cái cách mà em nghĩ là anh chị có thể để á, là mình để cái giường ở đây, mình để cái giường chỗ này này, thì mình có hai cái bên này để mình để hai cái tủ đầu giường, mình vẫn nhận được cái ánh sáng từ cái khu vực này. Tại vì nếu mà mình để ở cái đầu này á thì em thấy là nhiều khi cái giường mà nó cao hơn cái cửa sổ luôn, nên là theo em nghĩ là bên này nó hay hơn. Thấy không, thấy cái cửa sổ nó rộng không, mình quay cái góc này mình thấy được này. Phòng này thì không có rộng lắm đâu nhà cô chú anh chị, chỉ đủ để được cái giường king, king thì vẫn để được, và để cái tivi lên trên đó, hoặc là mình để cái tủ ở đó xong mình để cái tivi lên trên cái tủ. Thấy không, quay nhiều góc để cô chú anh chị xem rất là rõ. Trong những cái van này nó cũng đã thay mới hết luôn cho mình này. Chỉ có cái là cái nhà này em không hiểu tại sao nó lại không có cái cửa đi vô nhà tắm. Thì cái này nếu mà mình mua về em nghĩ có thể mình làm được nha. Tại vì đây này, cái cửa này nó làm không, mình về mình kêu ông contractor ông làm cái cửa này, em nghĩ chắc cỡ 1.000 đô đổ lại. Đó. Rồi đây mình đi vô nhà tắm này. Nhà tắm này nó chỉ có một cái sink thôi nha cô chú anh chị, và nó đã biến cái bồn tắm nằm thành bồn tắm đứng luôn. Thấy không, thấy cái này là cái đẹp này, nó rất là sang. Mình tại vì thực ra mình không xài bồn tắm nằm nhiều, mình cần bồn tắm đứng hơn á, thì đây ok này. Và bên này nó sẽ có tận 3 cái tủ quần áo lận, một cái ở đây, một cái ở đây, một cái ở đây, và cái này sẽ là cái toilet nha, thấy không? Cái phong cách này nó xây hơi bị lạ. Đó, và nó cũng rất là đầu tư cho cái khu vực cái sinh luôn, nó rất là sang nha, kính góc viền này, rồi đèn rất là sáng này, rồi countertop này cũng thay luôn này này. Chỉ có cái một cái điểm mà nó không có thay thôi cô chú anh chị, đó là cái tủ này này, cái cabinet này trong cái nhà tắm á, với lại cái nhà tắm kia kìa, nó chưa có thay. Đó, cái này là cái điểm mà nó chưa có thay nha, nó chỉ sơn lại thôi, xong nó đi cái hardware vào cho nó đẹp. Nhưng mà được cái countertop này nó đã làm, và cái khu vực này rất là rộng nên mình có thể để được rất là nhiều đồ trên này, đồ trang điểm hay là đồ đánh răng thoải mái luôn. Đây sẽ là cái khu vực cái toilet này, thấy không? Đó, mà còn có thêm một cái cửa sổ nữa nha. Đây, đây là sẽ có một cái cửa sổ, sau đây một cái tủ quần áo này. Đây là cái khu vực bồn tắm đứng, cái này em rất là thích, trời nó rộng. Tại vì thực sự em mà tắm thì chủ yếu là em tắm nhanh để em vô nghỉ ngơi thôi, nên là cái không gian này rất là phù hợp. Chỉ có một cái điểm đó là cái nhà này nó đáng lẽ nên là cái kính, tại vì ví dụ như mình mà tắm thì nó văng ra ngoài đúng không, nên có một cái kính, cửa kính tay cầm kéo qua kéo lại, cái nhà này nó chưa làm. Cái kính này mà nếu mà cô chú anh chị làm em nghĩ nó khoảng cỡ 1.000 đô được.
Thế không? Thì coi như là có hai cái mình cần làm nhà tắm này. Thứ nhất là cái kính này, cái thứ hai đó là cái cửa mà đi vô nhà tắm. Thì hai cái này làm chắc cỡ 2 ngàn. Mà được cái là gì? Tất cả những cái này nó đã xài gạt hết rồi này, thấy không? Và không gian đứng ở trong đây rất là rộng rãi luôn. Rồi đây là cái tủ quần áo thứ hai của nó này. Nó chia ra vậy để cho nó tiện đó, ví dụ như chồng bên, vợ bên. Còn đây là cái tủ thứ ba. Tủ này là tủ treo đồ đó, thấy không? Như nhà này là rất là nhiều đồ, tủ quần áo luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra cái khu vực backyard đằng sau nha. Sofa là em thấy căn nhà này rất là, có nghĩa là trong cái tầm tiền, trong cái khu vực tốt và giá thành này, em nghĩ có thể là mình có thể trả giá được đó. Đây mình mở cái cửa mình đi ra ngoài này. Đó, đất đằng sau rất là vuông vức nha, cô chú anh chị thấy không? Rất là vuông vức hai bên. Nó có một cái mắc cười lắm này, cô chú anh chị thấy không? Thấy cái bên này không? Là do cái cây này này nó ngã xuống làm cho cái hàng rào này nó bị hư. À, là cái này thì em nghĩ tương lai mà mình cần làm thì mình nên làm. Còn cái bên này này là ông này ông thay mới luôn. Mà em nghĩ là ông này, cái ông nhà chủ nhà này này, là ông không có chịu thay cái hàng rào này, nên là cái ông bên này ông thay luôn. Nên là cô chú anh chị thấy không, thường là một bên sẽ là của mình và người bên còn lại sẽ là của người ta, đúng không? Còn đây cái này nó thay hết trơn luôn, có nghĩa là ông này ông không có chịu thay và cái ông bên này ông thay luôn. Thì đây là cái đằng sau này, rất rộng không? 6.500 thôi nhưng mà thực sự là Michael bước vô thấy nó rộng lắm luôn này. Đó này, khu vực này là nó thiếu cái patio thì nó đã đi xi măng ra cho mình rồi. Thí dụ tương lai mình về mình muốn làm patio thì mình làm thêm thôi nha. Và một cái là em rất là thích cái ông này nữa, đó là gì? Đó là ông đã đi gặt hai bên hông này luôn này, cũng làm gặt lắp gặt hết cho mình này, thấy không? Mà là thoải mái luôn, sạch sẽ được cái khu vực này. Nhưng mà nó phải chăm cỏ khu vực này luôn ha. Ở nhà này là ba mặt gạch cô chú anh chị nhé. Nhà này là ba mặt gạch. Đây mình đi lại cái khu này cho cô chú anh chị coi cái bên này luôn. Nhà bên này là sạch sẽ lắm đấy nha. Thấy không, nó đi gạch hết rồi này. Thì nếu mà thực sự cô chú anh chị thích á, mình là mua nhà này về đúng không, mình đi gạch hết luôn, mình đi gạch hết ra ngoài khu vực này luôn cho nó sạch sẽ hai bên luôn. Là mình chỉ cái chăm cỏ cái khúc này thôi. Mình thích trồng cây gì đây mình trồng. Đó, cô chú anh chị thấy cái căn nhà này không? Thì nó là một cái vị trí rất là thuận tiện luôn cho mình đi ra buffet Kim Sơn hay là mình đi ra chợ Hồng Kông, chỉ có 10 phút lái xe thôi. Và cái đặc biệt là Michael thích là gì? Đó là nó không phải đi vòng vèo để mình đi ra được cái chợ đó. Mình chỉ đi ra cái đường South Kirkwood, Michael để bên dưới này, South Kirkwood. Cái mình chạy thẳng một mặt ra đường Bel Air luôn. Thế nó tiện không? Đó là cái điểm mà cái đánh giá cao ở cái nhà này, đó là cái vị trí đó cô chú anh chị. Cái thứ hai là gì? Về cái remodel trong nhà của nó thì nó cũng remodel được 90% rồi. Chỉ có cái nhà tắm của cái phòng master bedroom là cần làm lại cái cửa để đi vô nhà tắm và cái cửa ở chỗ cái bồn tắm đứng. Thì hai cái đó Michael nghĩ là cô chú anh chị nên làm, bởi vì tự dưng không có cửa mà đi vô nhà tắm thì nhìn nó hơi kỳ. Với lại đằng lẽ đang tắm mà nước nó răng ra ngoài thì làm sao, đúng không? Nên là mình nên có làm cái đó ha. Còn ngoài ra thì thực ra là nó roof nó mới này, sàn mới này, bếp mới này. Ở nhà tắm cũng mới, mọi thứ là thực ra là mình cũng không cần phải làm gì thêm nữa. Chỉ có những cái điểm nhỏ đó là Michael nghĩ là cô chú nên làm thôi. Và em nghĩ là nếu mà căn nhà này á, mà cô chú anh chị mà muốn trả giá thì em nghĩ có thể trả được. Bởi vì cái giá 267 ngàn này thì với em nó là hơi cao. Căn nhà này nếu mà mình trả xuống được thêm 10-15 ngàn nữa thì rất là tốt luôn. Đặc biệt là gì, nó được cái trần nhà cao nữa nên là cái không gian mình bước vô bên trong á, nó cực kỳ là thoáng. Hả? Thì nếu cô chú anh chị thích cái căn nhà này liên hệ sớm với Michael nhé. Nó mới lên thị trường chỉ được có một ngày thôi. Vậy nên là mình có cơ hội để mình trả giá với nó nha. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Và hẹn cô chú anh chị ở những cái video lần sau.